cơ thể bị tàn phá thế nào khi không uống đủ nước? Các bạn cùng theo dõi nhé! Đối với làn da, nếu thiếu nước thì da sẽ khô nẻ, bong tróc, xỉn màu, làn da dễ bị kích ứng và nổi mụn. Nếu uống đủ nước thì da mịn màng, tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và mụn trứng cá. Đối với mái tóc, nếu thiếu nước mái tóc khô, sơ rối, dễ bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài. Nếu uống đủ nước thì tóc sẽ bóng khỏe, giảm gãy rụng, chống chảy ngọn. Đối với mắt, nếu thiếu nước thì mắt sẽ quầng thâm rõ hơn, tạo nên các vết nhăn, chân chim ở vùng mắt. Nếu uống đủ nước, nước giúp giữ độ ẩm của đôi mắt, giúp giữ kali và các chất điện phân khiến mắt sáng khỏe. Về cân nặng, nếu thiếu nước thì bạn luôn có cảm giác trống rỗng, khiến cơ thể luôn thèm ăn, dẫn đến việc ăn nhiều gây tăng cân. Nếu đủ nước thì các độc tố được đẩy ra khỏi cơ thể, chất béo bị đốt cháy, giảm căng thẳng cho gan và thận, giảm cảm giác thèm ăn. Về não bộ, thiếu nước gây ra tình trạng thiếu oxy, ảnh hưởng hoạt động của não bộ. Nếu bạn cung cấp đủ nước thì não bộ hoạt động tốt, tăng khả năng tập trung và minh mẫn. Về hệ thống miễn dịch, nếu thiếu nước thì sẽ ức chế quá trình sản xuất bạch cầu, gây suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến cho cơ thể dễ mắc phải các bệnh lây nhiễm như cúm, cảm lạnh. Nếu uống đủ nước thì sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn tới cơ thể. Vì thế, các bạn nên cung cấp đủ nước để cơ thể được khỏe mạnh nhé.